Người dân thành phố Hồ Chí Minh được ra đường thế nào sau 18 giờ ngày 30 tháng 9? Theo chỉ thị mới của thành phố Hồ Chí Minh ban hành sáng 30 tháng 9 về việc tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, việc lưu thông của người dân cũng được từng bước nới lỏng hơn trước đây, nhưng vẫn cần tuân theo những quy định, điều kiện cụ thể. Các hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn từ 18 giờ chiều 30 tháng 9 sẽ được quản lý bằng các ứng dụng do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh triển khai. Chưa đi lại tự do liên tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh quy định, người dân tham gia lưu thông sẽ sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh. Những ứng dụng này sẽ được triển khai cho đến khi phần mềm PC COVID chính thức được đưa vào hoạt động. Trường hợp người lưu thông không có mã QR cần xuất trình giấy xác nhận là F0 khỏi bệnh dưới 180 ngày, đã tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine COVID-19 sau 14 ngày khi được lực lượng chức năng yêu cầu. Ngoài ra, người lưu thông trên đường cần thực hiện nghiêm quy tắc 5K, cần liên hệ ngay đường dây nóng của tổ phản ứng nhanh địa phương hoặc tổng đài 115 khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, cần cấp cứu. Ngoài ra, thành phố quy định người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Trong trường hợp cần thiết, việc đi lại liên tỉnh cần tuân theo những quy định cụ thể. Thành phố sẽ tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh. Các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực. Trong khu vực nội thành, thành phố sẽ triển khai chốt kiểm soát lưu động phù hợp với tình hình thực tế. Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên và vận chuyển người lao động về thành phố Hồ Chí Minh cùng những trường hợp cấp thiết khác cần thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không sẽ được thành phố Hồ Chí Minh tổ chức theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế. Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe máy có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách shipper cần thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương. Các hoạt động tiếp tục tạm dừng. Dù nới lỏng nhiều hoạt động từ 18 giờ ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tạm dừng nhiều lĩnh vực có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Cụ thể, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, lễ phát động vẫn chưa được tổ chức lại, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.